Dạ vâng, em luôn chào tất cả các bác nhé. Các bác ơi, các bác chia sẻ mạnh tay vào ạ. Chia sẻ thật nhiều các bác nhé, không thể để vụ này chìm xuống được các bác ạ. Những người bán hàng fake vẫn còn đang dửng dưng và vẫn đang cười tươi lắm các bác nhé. Vẫn đang cười tươi lắm. Vì các bác chia sẻ ít nên là cũng chưa có nhiều người xem được video hàng JBL Fake. Em sẽ nhập đủ các mã về các bác nhé, để so sánh, phân tích, để có cái dẫn chứng cho các bác của anh em, để mọi người có thể kiểm chứng và có cái kinh nghiệm sẽ không mua phải loa JBL Fake fake các bác nhé. Chỉ mong các bác phải chia sẻ thật mạnh tay các bác nhé, chia sẻ thật mạnh. Đấy, đây là những đôi loa Fake, đây là những đôi loa fake của JB. Em sẽ các bác nhá, em sẽ nhập đủ các bác nhá, em sẽ nhập đủ, ok chưa, các mã về nó phải có cả xịn rồi, như thế được rồi, nó phải có cả xịn và có cả fake để các bác của anh em so sánh nhá. Em sẽ hứa là như vậy các bác nhá. Đấy, nhưng các bác phải chia sẻ mạnh. Đây là quả 718, súp 718 fake các bác này, súp 718 fake các bác nhá. Đây là súp 718 fake, anh em phải chia sẻ thật mạnh. Nếu không chia sẻ mạnh, đúng không ạ, thì vụ này sẽ chìm xuống các bạn. Đấy, vụ này sẽ chìm xuống, ok chưa, không chia sẻ mạnh vụ này sẽ chìm xuống. Mà chìm xuống thì rất nhiều các bác khách hàng sẽ mua phải hàng fake, vì hàng các bạn nó làm rất là tinh vi, rất là tương đối giống. Nếu để so hai cái xịn và fake để với nhau thì mới phát hiện được ra, còn bình thường chỉ có loa fake thôi thì không phát hiện được ra đâu ạ. Đúng không ạ? Thì từ những cái tem đến cái nước sơn đến xương nhôm, tất cả mọi thứ các bác nhá. Đấy, anh em hãy chia sẻ thật mạnh. Và em đã chia sẻ rồi, đã hứa rồi các bác nhá. Vụ này là phải hứa các bạn. Đó là loa xịn về đôi nào, em sẽ so sánh luôn các bác nhá. Trước tiên có thể ngày hôm nay hoặc ngày mai em sẽ về đôi loa JBL MZX515 xịn. Đấy, em sẽ để một quả 515 xịn. Đúng không ạ? Và một quả 515 fake, hai cái cạnh nhau và bắt đầu so sánh cho các bác của anh em nhá. Đây là quả 715 fake các bác nhá. Đây là quả 715 fake. Đấy, để như thế này, mỗi mình quả này thì chắc là các bác mua hàng, các bác là người tiêu dùng dính là một chắc là 100% rồi, đúng không ạ? Đấy, anh em phải chia sẻ như tình nhá. Em luôn nhận, xin được nhận nhá. Test check các bác nhá. Test check hàng xịn, hàng giả miễn phí cho các bác cùng toàn thể kính cho em. Đấy, nhận test check nhá. Ok chưa? Các bác muốn mua loa JBL Mỹ xịn, chính hãng xịn, liên hệ cho em luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Làm y hệt các bác nhá, rất giống, rất tinh vi các bạn. Còn đây ạ. Đây là đôi 615, đúng không ạ? 615. Đấy các bác nhìn chưa? Nó quá là tinh vi luôn các bạn. Nó quá tinh vi luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, bông châu âm này. Phân tần này, ok chưa? Đây là nó fake các bác nhá. Đấy, đây là loa fake. Ok chưa? Anh em phải chia sẻ thật mạnh, chứ không vụ này nó sẽ chìm xuống ấy. Đây loa tép. Đấy, các số vẫn cứ bảo là tép là Mexico, mới là tép phải USA này, tép phải 7 màu này. Đấy thì các bác xem đi ạ. Đấy, tép 7 màu chưa? Bóng loáng sáng trưng chưa? Đấy. Được chưa? Hàng làm nó rất giống các bác nhá. Các bác lưu ý là nó làm rất giống nhưng nó không thể giống được 100%. Chứ nếu mà nó giống 100% thì nó là gọi là hàng xịn rồi, thì không có cái gì để mà so sánh nữa, đúng không ạ? Tất nhiên nó vẫn có những cái nó khác đấy so với hàng xịn, nhưng nó làm rất tinh vi các bác nhá. Vì vậy là nhiều shop bán, đúng không ạ? Nhiều shop bán. Đây 512 thưa các bác, 512. Sợ chưa? Sợ chưa? Đấy các bác nhá. Đấy, ép này. Ơi, một mình em quay nó cũng khó đúng không ạ? Đấy, tép này. Tép 7 màu sáng trưng, đúng không ạ? Tép 7 màu sáng trưng. Made in Mexico, kinh điển chưa? Nào. Đấy, nếu để một mình trước này, đúng không ạ? Các bác có phát hiện ra không? Đây ạ, nếu để một mình trước này các bác có phát hiện ra không? Đây là đời 61, à đây là 515. Đấy, nếu để một mình các bác phát hiện ra không? 515 này. Các bác lưu ý nhá, có cả này. Có cả KP6012, KP6015, KP4012, KP4015, KP8052, KP8055 các bác nhá. MZX512, MZX515, MZX612, MZX615, SZX712, SZX715, SZX718 các bác nhá. Đấy, sẽ có những video phân tích
và so sánh từng model một. Còn đây em quay cho các bác, đấy, đó là những quả lo fake. Nếu mà nhìn chỉ có mỗi lo fake, không ai phát hiện được ra. Nó thực sự có là như vậy. Đấy, quả lo fake nó làm rất tinh vi nhá. Rất tinh vi, rất là xảo các bạn, rất là tiểu xảo, xảo quyệt, rất giống. Đấy, ok chưa? Hôm nay anh em khách hàng đã đến shop em đúng không ạ? Và bảo quả này quả xịn. Rất nhiều anh em bảo quả này quả xịn vì là chỉ có mỗi mình nó thôi. Đấy, anh em bảo quả này quả xịn. Rất nhiều anh em bảo đây là loa xịn. Đấy. Ok, các bác thân mến nha, chia sẻ thật mạnh. Hãy chia sẻ thật mạnh, đừng để vụ này chìm xuống các bác nhá. Ít người xem, các bác ít chia sẻ thì sẽ ít người xem thì người bán người ta chưa sợ đâu các bác nhá. Người bán chưa sợ. Đấy. Ok, cảm ơn cả nhà nhá. Đấy, cả nhà cùng đăng ký để theo dõi kênh của em nhá. Và em sẽ làm từ từ từng model một các bác nhá. Đấy. Sẽ so sánh từng model một hàng xịn. Ví dụ như là của 515 nó như nào, hàng fake nó như nào các bác nhá. Em sẽ có đôi xịn và có đôi fake để cạnh nhau và bắt đầu phân tích, so sánh và đưa ra cái dẫn chứng cho các bác cùng toàn thể quý anh chị em. Ok, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đấy. Để cho mọi việc nó sẽ phải sáng tỏa đúng không ạ? Nhiều anh em mua hàng, em chỉ nói là nhiều anh em chứ không phải tất cả đúng không ạ? Mua hàng cứ phải bảo là mua loa JBL phải thật mới đúng không ạ? Muốn mua loa bãi nhưng phải thật mới. Đấy, phải không được vết xước nào đúng không ạ? Phải line new đúng không ạ? Phải 99% và giá phải thật rẻ. Đây, mời các bác. Được chưa? Không vết xước nào nhá. Như line new luôn nhá. Đấy. Đây là pha ke các bác nhá, 715 pha ke. Đấy, còn nếu mà để mà anh em bảo là phát hiện được ra nếu chỉ có mỗi mình nó pha ke thì khó phát hiện các bạn. Nếu chỉ có một mình nó pha ke không có loa xịn để bên cạnh, đúng không ạ? Các bác thấy đúng thì cứ comment nhá. Các bác của anh em comment về video này của em. Đúng không ạ? Đánh giá của các bác về video này. Ví dụ như các bác có thể có những đánh giá bảo là ui thị trường như thế này thì nhiều người mua phải hàng fake. Đấy, đúng không? Ví dụ như thế. Các bác thử đoán cảm nhận đúng không ạ? Liệu có nhiều người mua phải hàng fake không ạ? Đúng không ạ? Liệu có nhiều người mua phải hàng fake không? Và các bác lưu ý, những shop bán hàng fake người ta có cái tiểu xảo. Thứ nhất là người ta nhập loa về người ta sẽ để một thời gian. Ví dụ để 2 3 tháng, 4 5 tháng để nó xuống màu các bác nhá. Ok chưa? Để cho nó xuống màu. Đấy. Và nó sẽ giống tương tương với hàng bãi xịn các bác nhá. Đấy, lưu ý với toàn thể các bác như vậy. Cái tiểu xảo thứ hai là người ta chỉ bán rẻ hơn một chút so với hàng xịn thôi, chứ bán rẻ quá các bác sẽ nghi, đúng không ạ? Đúng chưa? Bán rẻ hơn, ví dụ bình thường đôi 715 đang là khoảng tầm 50, người ta bán khoảng 46 47 các bác nhá. Đấy là tiểu xảo người ta. Ok, cảm ơn cả nhà. Em chỉ mong là cả nhà chia sẻ thật mạnh để vụ này không chìm xuống. Cảm ơn các bác của anh em. Em luôn chào và hẹn gặp lại các bác ở video so sánh từng model. Cảm ơn cả nhà.